Ngày 17 tháng 5 năm 2024, đoàn công tác do đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn cùng ban giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về nội dung đề án đề xuất thành lập phân hiệu Đại học Trà Vinh tại tỉnh Tây Ninh. Tiếp đón đoàn, đoàn tại Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng chí Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh chia sẻ mong muốn về việc thành lập phân hiệu Trường Đại học Trà Vinh tại tỉnh Tây Ninh, qua đó gắn với mục tiêu phát triển đến năm 2030, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Hội nghị cũng trao đổi về thuận lợi, khó khăn và tiềm năng của đề án, một số ngành nghề phù hợp mà Tây Ninh đang cần, phương án duy trì và đánh giá nguồn tuyển sinh tại Tây Ninh, việc sử dụng tối ưu hóa quỹ đất đai. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, đoàn công tác Trường Đại học Đồng Tháp do đồng chí Hồ Văn Thống, hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về đề xuất thành lập phân hiệu Trường Đại học Đồng Tháp tại Tây Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn tại Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh việc thành lập phân hiệu trường đại học đồng tháp tại tỉnh tây ninh trên cơ sở sát nhập trường cao đẳng sư phạm tây ninh nhằm đạt mục tiêu phát huy vai trò năng lực hiện có của trường đại học đồng tháp và trường cao đẳng sư phạm tây ninh duy trì và mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh tây ninh nói riêng và khu vực đông nam bộ tây nam bộ nói chung và góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội tỉnh tây ninh Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2024, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về chủ trương chuyển đổi Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thành phân hiệu của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn công tác Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn trình bày nghiên cứu về tính cần thiết thành lập phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Tây Ninh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị là các trường đại học trong quá trình xem xét nghiên cứu đề án thành lập phân hiệu tại Tây Ninh.